chủ gửi lô đất 5x25 ngay bùng binh đường 48m đối diện chợ, giá 5 tỷ nha anh chị nhé. Đây, đây là chợ đây. Đó, chủ bán một lô đất ở bên này đối diện chợ 5x25 5 tỷ. Vị trí kinh doanh hết y luôn. Đó, quán cà phê đường D18, đường N39. Anh chị nào mà quan tâm hoặc là muốn sở hữu cho mình một cái lô đất mặt tiền đường 48m, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, anh chị có thể liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình. 5x25 đối diện chợ ngay bùng binh đường 48m, giá 5 tỷ. Đó, rất là đẹp anh chị ha, đối diện chợ đây. Khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn nha anh chị. Rồi, ok, anh chị nào mà quan tâm thì gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình ạ.